Thưa quý vị và các đồng chí, là lực lượng nòng cốt giữ vững trật tự an ninh và chủ quyền vùng biên giới biển đảo. Những năm qua, lực lượng biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân. Và chương trình Nâng bước em tới trường của những người lính mang quân hàm xanh là một trong những hoạt động làm theo lời Bác mang nhiều ý nghĩa, đã tiếp sức cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, một phần kinh phí trang trải việc học tập, chuẩn bị hành trang bước vào đời. Ngày khai giảng hôm nay, em Phạm Thủy Như, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Phước Tỉnh, Long Hải, vui hơn hẳn. Cùng với niềm vui được gặp lại bạn bè sau kỳ nghỉ hè, hôm nay Thủy Như vui hơn khi nhận được suất học bổng từ chương trình Nâng bước em tới trường của các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trao tặng. Đây thực sự là món quà thiết thực và ý nghĩa tiếp sức cho hành trình đến trường của Thủy Như. Sau khi nhận được học bổng này, con cảm thấy rất là biết ơn các chú bộ đội ở biên phòng, và con cũng cảm ơn các chú đã cho con học bổng này để con có thể tiếp tục đến trường. Học bổng này là một nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với con. Đây là một chương trình rất có ý nghĩa, và đặc biệt là ở cái khu vực ba xã vùng biển hiện nay kinh tế rất là khó khăn. Đặc biệt là các cái khu vực ở Long Hải, Phước Tỉnh là kinh tế các em dựa vào vùng biển rất là bấp bênh, cho nên hy vọng rằng chương trình này tiếp tục mở rộng ra rất nhiều là đối tượng và hỗ trợ được nhiều em như vậy nữa để lan tỏa cái chương trình này đến tất cả các cái trường trung học phổ thông trong khu vực huyện Long Điền nói chung và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Thực hiện chương trình Nâng bước em đến trường, các bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ủng hộ một ngày lương, đẩy mạnh các hoạt động tăng gia sản xuất trong các đơn vị để trích một phần kinh phí vào chương trình, đồng thời vận động các nhà hảo tâm tặng quà và đồ dùng học tập cho các em. Với những việc làm cụ thể thiết thực, chương trình Nâng bước em tới trường đã tạo được dấu ấn và sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, kịp thời chia sẻ động viên tinh thần học tập của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh, đồng thời chung tay cùng xã hội chia sẻ những khó khăn với gia đình các em học sinh trên địa bàn biên giới biển đảo của tỉnh. Từ đó, tô đẹp thêm hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ. Phát động từ tháng 1 năm 2015, đến nay chương trình Nâng bước em đến trường đã vận động hàng trăm em học sinh ở khu vực biên giới biển bỏ học quay trở lại trường. Năm học 2023-2024 này, Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận hỗ trợ tặng học bổng đến hết lớp 12 cho 48 học sinh nghèo, với số tiền tổng cộng là 216 triệu đồng, trao 17 phần thưởng, 268 suất quà và tiền mặt hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mua sách vở và đồ dùng học tập, tổng số tiền 139 triệu đồng. Trong những năm qua thì thực hiện cái chương trình Nâng bước em tới trường của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thì công tác quán triệt tới cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị được sự hưởng ứng nhiệt tình của các đồng chí là cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị đối với quỹ chương trình Nâng bước em tới trường của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Nhận được cái sự giúp đỡ phần nào đó về tinh thần và chất của Bộ đội Biên phòng, thì các cháu cũng đã nỗ lực cố gắng họ vượt lên hoàn cảnh, đạt được những cái kết quả đáng khích lệ. Trong đó đại đa số các cháu đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi trong nhiều năm. Có những đồng chí, có những cháu là 8-9 năm liền là học sinh giỏi. Đối với việc mà thực hiện mà cái chương trình Nâng bước em tới trường này, thì đơn vị thì cũng luôn muốn là nhận và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh của các cháu hơn nữa. Là học sinh lớp 7 trường Nguyễn Thái Bình, nhưng con đường đến trường của em Nguyễn Thị Vân Anh ở phường 10 thành phố Vũng Tàu lại vô cùng khó khăn. Bà mất đột ngột vào năm 2020, một mình mẹ phải bươn chải lo cái ăn cái mặc cho ba miệng ăn và chuyện học hành của hai anh em Vân Anh. Gần đây, mẹ của Vân Anh lại phát hiện mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Cuộc sống của gia đình Vân Anh vốn đã nhiều khó khăn, nay lại càng cơ cực. Và con đường đến trường của hai anh em cũng sẽ dở dang nếu không có sự tiếp sức từ chính quyền địa phương, đặc biệt là sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Chí Linh thông qua chương trình Nâng bước em tới trường. Hỗ trợ học bổng cho em Vân Anh, các chiến sĩ quân hàm xanh và chính quyền địa phương còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà giúp gia đình em trong những lúc khó khăn. Người ta nói là
Một miếng khi đói bằng gói khi no, không cái gì bằng mọi người giúp đỡ. Đấy, cho nên là thôi thì hôm nay tôi là bà nội thì cũng xin cảm ơn của các anh bộ đội biên phòng đã ủng hộ cho cháu cái suất quà học bổng đầu năm. Đấy, đầu năm học đấy thì nói chung là để cho cháu cái tiền chi trả vào học. Cái chương trình mà nâng bước em đến tới trường của các chiến sĩ biên phòng á, thì bắt đầu từ năm 2016. Khi đó là hỗ trợ cho bé Nguyễn Cao Sang bên khu phố 3. Thì khi mà bé Sang đã tốt nghiệp lớp 12 và hiện nay thì em đang học đại học kinh tế. Thì sau đó bé Sang thì tiếp nối cái thành công của cái chương trình này. Thì mặt trận cũng phối hợp với bên biên phòng để hỗ trợ cho bé Văn Anh. Đây là trường hợp thứ hai ở trên địa bàn phường 10 mà các chiến sĩ biên phòng đã hỗ trợ để cho các em được đến trường. Thì về phía địa phương thì rất là ghi nhận những cái tình cảm của các chiến sĩ đã giúp đỡ cho các em thiếu nhi trên địa bàn phường được đến trường. Và cũng bên cạnh đó thì các chương trình của mặt trận cũng với đồng hành các chiến sĩ cũng rất là nhiều cái chương trình để phối hợp hoạt động và để gắn chặt cái tình quân dân giữa chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang. Lấy tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm động lực trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Những năm qua, bằng tình cảm trách nhiệm của mình, các cán bộ chiến sĩ biên phòng tỉnh đã có nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, tham gia phát triển kinh tế xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, để lại hình ảnh đẹp về những người chiến sĩ mang quân hàm xanh. Đây là một cái chương trình nhân văn, cho nên là chúng tôi xác định là tiếp tục vẫn thực hiện cái chương trình này bằng những cái hình thức mới. Một là các em đã đậu đại học thì chúng tôi sẽ bổ sung các em tiếp theo vào trong cái chương trình này, làm sao đủ 48 em. Cái nội dung thứ hai là chúng tôi thực hiện cái triển khai cái mô hình của Bộ đội Biên phòng tỉnh là xe đạp tặng em đến trường, chỉ đạo cho Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia thực hiện cái chương trình là mẹ đỡ đầu cho những cháu mà có gia đình không may bị thiệt hại trong đại dịch Covid. Và chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái việc làm thiết thực, cụ thể hóa cái lời kêu gọi của Bác Hồ nhân ngày đến trường là đất nước chúng ta có sánh vai với các cường quốc vinh quang được hay không thì cũng do phần lớn học tập công của các em. Cho nên công của các em học tập hôm nay là tương lai của đất nước. Và Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng mong muốn là các cấp, các ngành, toàn thể hệ thống chính trị chúng ta vào cuộc để chúng ta thực hiện một đất nước của chúng ta là ai cũng được cơm ăn, áo mặc, ai cũng được đến trường học hành và mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho toàn thể nhân dân cả nước. Tận tụy với dân, những việc làm thiết thực đầy ý nghĩa của Bộ đội Cụ Hồ đã và đang góp phần giúp ngư dân và các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh có cuộc sống no đủ hơn. Đây cũng là cơ sở thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó quân dân, chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, để xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.